Good morning quý vị. Hãy coi mình đang có mặt ở đường Xuân Hồng, phường 12 Tân Bình. Sáng ngày thứ ba, 26 tháng 9 2017. Trời Sài Gòn hôm nay nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Đã bớt mưa. Rồi chúc quý vị ngày mới vui vẻ, bình an nha. Hãy coi mình thích những ngày nắng ấm vậy quý vị. Quay hình nó đẹp, đường xá nó không có trơn trượt. Và ra đây là đường Trường Chinh, hướng về ngã tư Bảy Hiền. Có thể là đường Nguyễn Bá Tồng, đi vô đường Võ Hành Trang, vô chợ Bà Qua, vô Bầu Cát. Mình là đường Bảy Hiền nên cái ngã tư gần ở đây gọi là ngã tư Bảy Hiền, chuyên bán máy dụng cụ cầm tay, máy khoan, máy bào, xe cần hen hay gì sửa chữa. Là đường Hồng Lạc đi về Bầu Cát, còn bên trái là đường Đông Hồ đi về Lý Thường Kiệt.
phải đi lên đường Lạc Long Quân hướng về quận 11. Đây là thuộc phường 8. Bên trái bên phải là phường 10. Đình nó khác với chùa bình thường, là ngày xưa là có dạy học cho các nhà sư đó, chú tiểu đó. À, đi cái cổng phía trước của chùa này. Trân. Xã đây là cổng du lịch Cầm Sen bên đường Lạc Long Quân, cũng có tới mấy cổng rồi vậy.
rau nhút. Đây chiếc Fortuner. Đi thẳng là ra đường Hồng Bàng, bên trái là đường Trần Quốc Toản, bây giờ là bán hai thì bên phải là đường Bà Hôm, cái số này. Rồi hiểu ra Bà Hôm cái gì ha. Tiếp tục đây là đường Lạc Long Quân. Bên phải là chùa Quan Âm. Bên phải là xưởng nhựa Rạng Đông, nổi tiếng ở Việt Nam quý vị, chuyên làm về đồ nhựa gia dụng đó. Ở phía trước là ngã tư với đường Tân Hóa. Rồi, cây bắt qua cây cầu qua kinh Tân Hóa nè. Rồi, kết thúc đường Lạc Long Quân cái gì. Qua đây là đường Đặng Nguyên Cẩn nè. Thank you, xin chào quý vị nha.